Không phải lửa hắc anh em ạ là mũ <laughs> Mũ đồ hai luôn nhá nhưng... rồi, rồi, rồi rồi, Này thì không về với chúng tôi này Tốc biến qua xích bắt choáng Tốc biến đi tuyệt mệnh biến ảnh chạy rồi Bật máy quét chạy thôi Còn mô phỏng nha còn mô phỏng Dùng mô phỏng để giãn cách cự ly Ấn nạc ý trước giật cược về bảo biến ảnh Giữ giãn cách cự ly quá. đối xích thành công Đánh tay Ấn nạc ý <laughs> Ok baby Và đó là Rookie Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel Hoàng Sama và clip 8 giờ tối mỗi ngày trên fanpage của mình hôm nay sẽ mang tới cho bạn với giáo án mà hoài niệm một chút chăng Với một con lập lang của Rocky vừa vào có trên công đầu luôn, rất mượt mà Yes <laughs> Màn ăn mừng đến từ Rocky với trên công đầu vừa rồi, một con lập lang Investor Gaming 2018 Bạn biết trang phục này là của ai đấy Đánh ranh, cầm trang phục của bản thân mình để flex Thế là lập lăng ở bản này thì cũng uh, Thực ra mà lập lăng cắm bách từ bản trước rồi cơ, từ cái bản MSI cơ nhưng mà cái lượt pick lập lăng này nó nó không hiệu quả lắm ở tại MSI năm 2024. Nhưng mà về đến mùa hè 2024 thì mình nghĩ là con lập lăng này nó sẽ có nhiều đất diễn hơn, con lập lăng đòn phủ đầu của rookie. Đối đầu với Huy đứng giữa, kèo đấu mà cái đòn phủ đầu này nó sẽ hơi khó kích. Tại vì cái tầm hoạt động kỹ năng của con Huy nó sẽ nó sẽ xa hơn khá khá so với lại con con lập lăng ở đoạn đầu và cái khả năng đẩy con Huy nó cũng tốt hơn nữa. Rồi, vé đẩy đường luôn thôi Kuki đang đánh tay rất là nhiều Rồi xích Cộng xích cấp một thì khó kích đòn phủ đầu lắm Ờ đánh vào <laughs> Đánh tay trước rồi Giờ cái đòn phủ đầu nó cũng đừng sửa lại á các bạn Đánh tay vào cái là xin nhẹ 2, hai... à, 15 vàng thôi như vậy mình đã đề cập thì đây là một kéo khó dành cho lập lăng ở League game nha khi mà một là rookie phải cộng xích và hai là ờ... tướng huê là con tướng đẩy tốt hơn so với LB ở đoạn đầu. Huy triệu hồi Ari đối đầu với lập lăng đòn phủ đầu. Có Bích Quy này, có cả thấu thị rồi, biến ảnh lên mà đó là một tình huống đánh tay thôi xích hụt. Tác động bất chợt và thợ săn tiền thường đến từ Rocky ở nhánh phụ đang tránh chiêu khá tốt. Ui, <laughs> chiêu nguê ném chiêu gì toàn hụt vậy xích thành công tiếp tục làm núi xích hai giật về biến ảnh lấy rất nhiều máu huy rồi lên 3 nhiều khi solo kill nhá Máu này là chết đó Nào Tốc biến hoảng sợ rồi Huê mất flash Huê mất flash Huê mất flash Dính xích Biến ảnh vào trồng đam Nhưng đó là pha Huyu đến từ Lulu ừ, Khó rút kia rồi Huê sẽ phải đẩy quay này vào Sát trụ con Rexai không giúp à Đẩy con không giúp là hơi khó cho Huê nhá Một lính này hơi xấu Lính này hơi xấu cho Huy Máu đang nhiều hơn nên từ vẫn còn bình Vẫn còn bị quỳ đứng trên lính luôn Đứng trên lịch luôn Ê ăn cái xích là đi ăn cái xích là đi Rồi xích chúng tạm biệt Ôi. Wow Có hoàng sợ rồi Và Huy vẫn tạm thời là thoát được Phải đấy tính đủ đam á Dính cái xích đấy là nổ xích hai là đủ đam á Tạm thời thì Huy vẫn sống được Chắc chắn là mắc W biến ảnh rồi Ra sông giúp, ra sông giúp, ra sông giúp Viêng những không còn flash thì phải đánh luôn Một đánh hai Huê phải về Trốn lên hất tung Tranh cướp cua với tầm nhìn cua thuộc về bên phía của team 2 Và Rexai cướp cua thành công Sau đó là Virgo Dính quỳ của Aphelios Và sau đó sẽ làm tình huống đi chắc rồi Hồi lại biến ảnh, biến ảnh qua tường Viego đi đâu <laughs> Chạy kiểu gì, flash quy không Flash quy ăn cái mạng này không Mạng của à Phè vừa rồi hoảng sợ không trúng pha tham minh quy, quy à qw thì như cũng không trúng luôn à, mất đòn phủ đầu rồi xích trúng đến từ rocky biến ảnh trồng đam vào Đó, ăn xe to đã làm gì đám vẫn là ăn xe to hàm nhai tốt kích nội tại quy đắp khó chịu chưa còn huầy nó vẫn làm có tướng rất khó chịu khi mà đủ chiều cấp độ 5 đến từ uh, huầy rocky thì mới chỉ cấp 4 thôi, quay lính rất lớn đang được đẩy vào và lập B thì farm dưới chân trụ hơi khó không phải là con tướng pham dễ ở dưới chân trụ đam tay nó nhỏ đang bích lính nhà với uh, một người có trang phục uh, lập lang vô địch thế giới thì mình nghĩ rằng việc pham lính dưới chân trụ dành cho rocky ở kèo này sẽ là không không quá khó đâu anh ta sẽ xử lý được tốc biến xích thành công và đây sẽ là solo kill rồi đánh tay thêm một hit nữa nhẹ nhàng mạng thứ hai tình huống xích rất khéo đến từ rocky nhờ như kiểu là xích xuyên lính vậy ạ Viego xâm lăng đang Tìm Viego ạ à. Chắc Viego về rồi ừ, Thông nổ hay gì đó giúp cho Viego rút lui Loki đẩy nốt quay này vào sát trụ Khả năng cao Rexa sẽ phải ra phụ đẩy khu... 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 Ra phụ đẩy thôi, ra phụ đẩy thôi Phụ đẩy, đẩy, đẩy sau đó là lui về mà cũng không còn bình nữa Bích Quy thì cũng đã cắn hết Đang mít lính, đang mít lính, mít lính Hỏi ăn xe to sau đó là chuồn gấp thôi Máu quá thấp rồi Đập vào là chắc chắn là sẽ ăn một tí huống hoảng sợ bị hóa cốc nhưng xích nối lần hai nổ rất đau phải biến ảnh rút lui xong tình huống sống sắp hủy diệt máu thấp quá là phải về cho anh em ạ Ở game gì này cứ ba mít à <laughs> bên kia kéo ba mít là lu lu giờ sạch support quay rồi, rồi, rồi. <laughs> <laughs> rocky gào thét rồi biến ảnh vào rồi nhưng mà ngay lập tức công tình huống mà giúp nào và thương ánh sáng đúng kiểu bà mít luôn ừ. con Virgo rồi cả lulu ra nữa cách đào hầm lấy tốc biến nhưng mà ăn chiêu cuối của Huy rồi tốc biến ngược lại hoảng sợ đổi tốc biến với Huy vẫn nằm ừ. ui ăn thêm cái quý đắp đau thế Huy nó rất khó chịu nhà và một đánh hai đánh ba này quá khó cho Rookie rồi lulu còn máu đứng trên lính luôn một tình huống gắn e vào người là đi Rookie sẽ không thể hít được kinh nghiệm mà con của ừ. linh có xe to này. Thoát ra tôi, Kêu thoát ra chứ gì nữa Cứu được không đây Ui, Ăn e phát chết luôn á Xích rồi Biến ảnh giãn cách Vẫn bị dính cho mình phá dùng nó pixel xe à, Cái mít mạnh nhất là mít ba người chứ không phải là hai người Nhưng con Lulu này chắc chắn sẽ phải trả ra Hồi tưởng rất là khó chịu Dính hàm nhai rồi Biến ảnh giật về luôn tiếp tục là ăn một quy quy nữa <laughs> anh gà ai gu gu si ba đau cực kỳ đau luôn xích đỏ xích trùng nhưng tiếp tục là hoàng sợ tốt con huy nó có thể đánh với con lb theo kiểu là lb biến ảnh lên thì nó hoảng sợ cái khuôn mặt uh... cái e, e -quy đúng không của con huy á Um, Rocky đang hơi khó kèo này rồi Tăng tốc, hàm nhai, tốc biến ngược lại Nối xích Và sau đó là dính chiêu cuối và đi Ám sát thương của con Huy nó ác thế nhở Pha rất quyết đoán đến từ Rocky rồi Nhưng mà cái sự quyết đoán của anh ta là không đủ Ăn thì nó cũng không đơn giản anh em ạ Biến ảnh vào đánh tay Mô phỏng biến ảnh Không dính hàm nhai rồi Nối xích tốt Giật ra giật vào Rất hay đến từ Rocky để lấy hơn nửa cái báo của Huy bên phía bên kia chơi thì lb của rocky rất là mượt biến ảnh tiếp tục là đánh tay và nắc ý không dính hoảng sợ ra sông đánh nhau có đánh nhau ở sông lulu đi góc này thì dính hán tử đi chắc rồi còn gì ăn xích và tạm biệt biến ảnh rất dứt điểm đến từ vị trí của rocky mà thứ ba dành cho rocky ở ván đấu này để gỡ khi mà anh ta nằm xuống hơi nhiều rồi bây giờ nó hơi khó chịu quá pha núi xích hack não nhưng mà không thành công 8 giây hồi chiêu cuối nha, 8 giây hồi chiêu cuối nha. Đấy à, lúc nãy giờ cứ có đoạn phủ đầu là anh ta lao lên ở đắc ý đánh tay thôi. Đánh tay này, tiếp tục là mua phỏng biến ảnh. Hoặc sợ hụt rồi nhưng quay lại nối xích không thành công. Hơi đáng tiếc nhưng góc này thì Tres đang muốn có một pha án tử. Một cú móc đến từ Tres với một cái quả cả, cào điện chấn. Rồi, có luôn chiều cuối tóc ảnh gư không và nhấn lông đen rút lùi khi mà đối phương cắm mặt không thể cản được phải là mắt kiểm soát cơ chứ mà mắt uh, vật tổ hơi, hơi khó cả cả bảy với trang bị đầu tiên sẽ là một cái số lục pháp sư à đó, số lục luden đến từ vị trí của rocky đó giấy pháp sư và mua thêm mắt không tự nhiên mà có trang phục lập lăng vô địch thế giới đúng không anh em uy tín chứ uy tín đấy biến ảnh và mô phỏng biến ảnh này không dính hoảng sợ lấy nửa cây rồi lấy nửa cây còn hồi vừa di chuyển ra mất nửa cây máu huê tăng tốc độ di chuyển nhưng pha quy quy vừa rồi để ăn lính tiếp tục là nắc ý với tình huống biến ảnh rất khó chịu nhỉ chịu khó chịu khó đây ăn hàm nhai nhưng dính xích ngược lại rồi may là không bị nối xích tiếp tục là nắc ý đánh tay Máu của Huy mất đi là quá nhiều trong tình huống này Và tránh chiêu trước đã Và sau đó lao vào biến ảnh Ấn ác ý giặt về núi xích Nhưng không thành công Hơi tiếc xích vừa rồi nó trúng là đi Hùi trông lách chiêu kìa Lách chiêu kìa Tốc biến vào biến ảnh Rất điểm thành công đến từ Rocky với solo kill những cái pha nhấp nhả Tránh chiêu và dùng Ấn ác ý cũng như là biến ảnh Rất hay đến từ Rocky 100 lính phút thứ mười bốn một ngàn năm trăm vàng với một cái tele còn đó tele xuống bot bắt dinh không rồi mua gậy quá khổ xuống bot bắt dinh có chiều cuối luôn nó sẽ là biến ảnh qua này mô phỏng biến ảnh ấn ác ý và xích cầu xích trước à xích trước thì <laughs> À xích trước thì chạy thôi chạy 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 choáng khụt đến từ vị trí của Virgo rồi tiếp tục làm tình huống biến ảnh qua thường mô phỏng biến ảnh chạy thôi chạy thôi lu lu đến Đi lồng đen. Rồi, chạy được. Tracer đi sống rồi. À. <laughs> ờ, oh my god. Mày quét xuống boss, đứng dình trong rừng luôn à. Bắt Vigo không? Xích trúng rồi biến ảnh vào one shot. Rất nhanh với vào phụt của Bồ. Xích trúng phát đi luôn. QR đắp. Sắp đủ lửa hóa luôn rồi anh em, farm nốt thôi. Bộ phòng biến ảnh vào, rồi nhẹ nhàng lấy nửa cây, kích cái đòn phủ đầu, tiếp tục sẽ làm tình huống giật ngược lại với bóng nè hai chiều trông lách chiều kìa, mất tôn à? Wow! danh bất bắt hử chuyển với tình huống lách chiều dùng bóng để tránh tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp Sau đó tiếp tục là bảo trụ đứng dưới Đánh hạt ho soi sáng phát hiện đối phương chưa xuống Con Huê đứng sát trên chủ ném hai chiều Rookie lách sắc trái cái nhẹ để ném hai chiều đối phương Và solo kill ăn trụ hai sau đó là rút Quỷ đấy Quỷ đấy chứ không phải là không đâu Cái định pháp nốt mũ à Không phải lửa hắc khóa anh em bảo là, là mũ Mũ đồ 2 luôn nhá. Rồi, rồi rồi, rồi Này thì không về với chúng tôi này Tốc biến qua xích bắt choáng Tốc biến đi tuyệt bệnh biến ảnh Chạy rồi bật máy quét chạy thôi Còn mô phỏng nha còn mô phỏng Dùng mô phỏng để giãn cách cự ly Ấn nặng ý trước giật cược về báo biến ảnh Giữ giãn cách ly quá hai đối xích thành công Đánh tay Ấn nạc ý Ok baby Và đó là Rocky Với con lập lạc của địch thế giới của anh ta À, FF chưa nào. còn cái gì nữa. Xử lý quá kinh dị.